Trời gì? Mày là ai? À nè, ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Im! Tao cần mày ở đây để làm một việc. Không, tôi không làm một... tôi không bao giờ làm một việc gì trái với lương tâm tôi hết. Im! Tao chưa nói xong. Lắp cho tao một bộ PC cảm man. Con trai tao 2K5 năm nay mới lên đại học. Thế thì comment ở dưới video được rồi. Biết cho anh chói lợn thế này. Thả tao ra. Bắt đầu thôi. Anh em ơi. Ui hò hò hò. Ôi gửi ông bác này. Chúc bác đông khách nhá. Hôm nào cần bắt thằng nào thì cứ bảo bác. Tưởng bên đấy là bố của bên này. À không, ông sẽ ôm. Thì thoảng nhóm ấy đi họp vui tí mà. Hôm nay OT tí. Đây là Mẫn Mạnh, sinh năm 2K5, sinh viên năm nhất ngành truyền thông đa phương tiện trường Đại học Thăng Long. Photoshop, Premiere và Overwatch là những nhu cầu mà Mẫn có. Còn tiền thì không. Thôi em vào thẳng vấn đề luôn nhá. Bây giờ em có 10 củ, em mới một bộ PC full trắng cả màn. 10 củ có màn, còn full trắng á. Mày vào đấy với anh. Mày đi vào đây. Mày rất là nhiều cả trải qua, nó chưa thể nói đâu. Mày nghe là người ta còn ấy cơ mà anh. Giới thiệu với chị, đây là đứa em làm nghề là taxi. À đùa chứ, cu em này, sinh viên năm nhất, đợt đi học thi đại học xong ấy, tích cóp được chục củ. Chị view cho nó bộ máy cả màn, full trắng nhá. Ok em, để chị lên đại cấu hình cho em nhé. Chị Huyền này, nói lại một lần nữa, nói mạnh mạnh, nói to to hơn tí. 10 triệu của mày mà to, bắt tao lên nói to đấy. Với đề bài này thì combo main chip tối ưu nhất sẽ là i3 10105F và kèm theo đó là chiếc VGA GTX 10603G. Đi kèm với đó là 16GB RAM DDR4 bus 3200. Sau này nếu như có muốn nâng cấp đôi chút để chơi game mượt mà hơn thì cũng chỉ cần thay VGA lên tầm như kiểu là 1660 Super hay là 2060 Super là cũng ok rồi. SSD NVMe 240GB cơ bản, đủ cài Win cũng như là vài tựa game thông dụng. Do yêu cầu bộ máy là full trắng nên chúng ta sẽ có thêm một bộ tản nhiệt là SE214XT, vừa đảm bảo nhu cầu thẩm mỹ cũng như đảm bảo về nhiệt độ luôn luôn mát mẻ. Không chỉ tản khí, vỏ của chiếc máy này cũng theo tông full trắng, thiết kế kiểu bể cá với hai mặt kính, khoe trọn toàn bộ linh kiện bên trong. Tô điểm thêm chút nữa với vài chiếc fan RGB nhấp nháy cho vui mắt. Tất cả phần linh kiện này được nuôi sống bởi con nguồn Sigmatec X-Power 450, sẵn sàng kể cả cho việc nâng cấp VGA lên 2060 Super. Như yêu cầu đề bài ban đầu thì hôm nay chúng ta sẽ phải build một bộ có cả màn. Và đáp án đây, VSP 24 inch Full HD 75Hz, viền mỏng, tấm nền IPS với mức giá chưa đến 2 củ, mới tinh, đập hộp, bảo hành 36 tháng. Còn yêu cầu gì hơn nữa nào? Có cây rồi, có màn rồi, cuối cùng thì sẽ là gear. Thì đây, cũng chỉ là gear cỏ chống cháy thôi. Bên Zigzag còn không tính tiền hai món này luôn. Cứ build cây là được tặng. Anh em nào không dư giả thì cứ cắm dùng tạm, tiết kiệm để sau mua hẳn bộ kia ngon ngon là hết bài. Về các con số trong game, 120 cho đến 130 FPS với tựa game CS:GO tùy theo từng map. Setting 16:9 ở độ phân giải là Full HD. Còn nếu như anh em thích chơi config 4:3 thì cũng khỏi phải nghĩ về cấu hình. Overwatch 2 mượt mà, loanh quanh được khoảng 100 FPS ở mức thiết đặt đồ họa là 2. Ledunja thì cũng được thôi, nhưng mà thi thoảng thì sẽ bị hiện tượng drop khung hình, nên là cứ chơi 2 là ngon chết thôi. Ok, vậy thì với đề bài là 10 triệu một bộ PC cả màn và cả kia full trắng thì đáp án ở đây. Rồi, Mẫn thì vừa test thử các thể loại game rồi thì là edit trên con màn này thì Mẫn thấy sao? Đầu tiên chắc là nói về CSGO nhỉ? Nhưng mà con này chơi tầm khoảng 100 đến 110 frame cũng ok rồi. Nói chung là kiểu chấp nhận được. Trên màn 75 mà thì chơi tầm cứ 110 nó ổn định là ok đúng không? Sau này có điều kiện thì nâng cấp máy xong là 144 các thứ, 240 các thứ sao? Còn hiện tại thì Full HD với FPS đấy, ổn. Overwatch thì có game em hay chơi ở văn phòng thì con này nặng hơn, nhưng mà nãy em chơi cảm thấy em không nghĩ là với cấu hình này mà chơi được tầm mức như thế luôn đấy. Với Overwatch này, như hồi nãy anh vừa vào check ấy, lúc mà Mẫn vào chơi ấy, thì mình thấy cấu hình nó nhận mọi thứ ở mức là ultra luôn. Lúc đầu warm up thì thấy cũng có vẻ ổn, nhưng mà lúc trong game thì nó nhiều hiệu ứng hơn, nhiều unit tướng hơn, thì chỉ hạ một chút xuống 2 là lại mượt chết, không vấn đề gì cả. Nhiều Mẫn chơi thì bảo là bất ngờ rằng một con máy 10 triệu có thể chơi được Overwatch với mức này. Tại bình thường thì cháu nó toàn chơi máy văn phòng như 7-13 với cả là 3070, 3060. Nên được, nói chung là Overwatch thì là ổn. Ok, thế Premiere thì sao? Thế còn Premiere thì đối với TikTok thì chắc là em chỉ dựng ở tầm khoảng Full HD thôi. Nên là với con này thì ổn, dựng ổn, chưa đến mức phải là cần thiết lên 4K nên là không sao. Dựng Full HD trên TikTok, Premiere, ok, ổn đúng không? Đó, vậy thôi, đó là một cái đáp án của chúng ta cho cái đề bài là PC 10 triệu. Anh em thấy sao về bộ máy này thì cùng comment chia sẻ ở phía dưới nhá. Ngoài ra, nếu như anh em cũng muốn mua máy tương tự như thế này ấy, thì đến thẳng Zigzag Computer, nhập code là i300 thì còn được giảm giá trực tiếp 300.000 vào giá bán. Bộ này thì là 9.900.000, nhập code xong thì là còn có 9.600.000. Đó, vậy thôi, anh em nghĩ sao về bộ máy này ấy, thì cùng comment chia sẻ ở phía dưới nhá. Ngoài ra, anh em muốn build thêm bất cứ cấu hình nào về PC gaming, làm việc hay học tập
thì cũng comment ở phía dưới luôn nhá. Comment là được rồi. Đừng như thế này, bắt cóc bắt ếch mệt lắm.